Những điểm bấm huyệt cơ bản giúp ích cho sức khỏe mà bạn không thể bỏ qua. 1. Đau nửa đầu. Ấn nhẹ các đầu ngón tay. Hai, chứng khó ngủ. Ấn nhẹ nhàng những điểm này giúp thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. 3. Thần kinh tọa. Massage những điểm này trong vòng một vài phút. 4. Đau đầu. Những cơn đau đầu thông thường sẽ giảm rõ rệt khi massage điểm này trong vài phút. 5. Cảm cúm. Massage đầu ngón chân cái giúp bạn loại bỏ chứng tắc mũi dễ dàng. 6. Hen suyễn. Massage điểm này trên gan bàn chân giúp bạn thở dễ hơn. 7. Đau bụng kỳ kinh. Massage điểm này giúp thư giãn cổ tử cung và giảm đau hiệu quả cho các bạn nữ. 8. Buồn nôn. Dây nhẹ nhàng vào điểm này giúp giảm ngay các triệu chứng nôn và buồn nôn. 9. Mệt mỏi kinh niên. Nhắm hai mắt lại và dùng ngón tay dây nhẹ điểm này trong vòng 1 phút. 10. Kiệt sức. Ấn nhẹ đồng thời hai điểm này giúp bạn giảm đau mắt và đau vai gáy do mệt mỏi.